Huấn luyện viên thất sủng ở Thái Lan được đề cử dẫn dắt tuyển Việt Nam. Indonesia cơn đo đông đếm ông Park và ông Shin Tae-yong. Áp lực lớn dành cho người thay thế thầy Park ở tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên thất sủng ở Thái Lan được đề cử dẫn dắt tuyển Việt Nam. Truyền thông Thái Lan sau khi lo lắng chỉ trích đội nhà giờ đã bắt đầu quay sang phân tích những biến động trong bóng đá Việt Nam, đặc biệt là khi họ nhận tin huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ chia tay sau ngày 31 tháng 1 năm 2023. Trong khi VFF vẫn chưa đề cập cụ thể đến người thay thế huấn luyện viên Park Hang-seo, bởi muốn huấn luyện viên này và các cầu thủ tập trung toàn ý cho AFF Cup diễn ra vào tháng 12 thì báo Thái Lan sẵn sàng đề cử huấn luyện viên dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Mới đây, tờ thể thao hàng đầu của Thái Lan Siam Sport đã bất ngờ đưa ra nhận xét huấn luyện viên trưởng Mano Polking có thể trở thành huấn luyện viên trưởng của tuyển Việt Nam. Cũng cần phải biết là huấn luyện viên Polking từng là huấn luyện viên đội tuyển Thành phố Hồ Chí Minh, sau đó bị sa thải và ông đã sang Thái Lan làm huấn luyện viên đội Mong Thong United, sau đó được mời làm huấn luyện viên đội tuyển Thái Lan thi đấu tại AFF Cup. Dù là cùng đội tuyển Thái Lan vô địch AFF Cup 2021 nhưng sau đó tầm ảnh hưởng cũng như sự ủng hộ của cầu thủ đối với ông giảm dần và đến nay thì ông Polking sắp hết hạn hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Thái Lan, nhưng tổ chức này cũng không có ý định gia hạn hợp đồng với ông. Báo chí Thái Lan còn phân tích ông Polking là huấn luyện viên trưởng phù hợp với bóng đá Việt Nam nếu như thay huấn luyện viên Park Hang-seo, bởi ông chuộng lối chơi bóng ngắn và phối hợp nhóm cũng như thiên về kỹ thuật. Sau ông Polking mà báo Thái Lan chỉ đạo thì hai huấn luyện viên cũng được đề cập đến là huấn luyện viên trưởng Giatisak và huấn luyện viên người Pháp Philippe Chaussier, người có biệt danh là Phù Thủy Trắng. Indonesia cân đo đong đếm ông Park và ông Shin. Hai hổ một rừng là điều thật là khó, thế nhưng dư luận Indonesia muốn đưa huấn luyện viên Park Hang-seo về song hành cùng Shin Tae-yong. Hơn cả việc ví von vừa xây lúa vừa bồng em, dư luận Indonesia đang cân đo đong đếm hai chiến lược gia Hàn Quốc là Shin Tae-yong và Park Hang-seo. Họ muốn mời cả ông Park về làm huấn luyện viên chia sẻ bớt đội cho ông Shin trong năm tới vì Indonesia đã quá nhiều giải. Báo chí Indonesia nắm rất rõ thông tin về huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ kết thúc hợp đồng với bóng đá Việt Nam vào ngày 31 tháng 1 năm 2023 và họ mong muốn Liên đoàn bóng đá Indonesia mời ông Park về làm việc. Trước khi đánh động điều này, dư luận Indonesia đã đặt hai chiến lược gia Hàn Quốc lên bàn cân. Đó là lịch sử đối đầu khi mà cả Shin Tae-yong và Park Hang-seo còn làm việc trong nước, dẫn dắt các câu lạc bộ và đối đầu nhau, cho đến khi cả hai ra nước ngoài dẫn dắt đội tuyển Việt Nam và Indonesia. Báo chí Indonesia nêu chi tiết những lần huấn luyện viên trưởng Shin Tae-yong lẫn câu lạc bộ của mình chạm trán với đội của Park Hang-seo khi dự giải trong nước. Hai huấn luyện viên này đối đầu khi dẫn dắt các đội đá giải trong nước tập trung trong 3 năm 2009 đến 2012. Cụ thể là những năm ông Shin dẫn dắt Seongnam Iwatuna, còn huấn luyện viên Park Hang-seo dẫn dắt Chunam Dragon. Ở 10 lần đối đầu với nhau trong vòng 3 năm thì huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo dẫn đội thua ông Shin Tae-yong đến 8 lần, chỉ thắng 1 lần và hòa 1 lần. Tuy nhiên khi huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo ra nước ngoài, cụ thể đến Việt Nam dẫn dắt năm 2017 thì ông Park làm nên những kỳ tích cho bóng đá Việt Nam. Mở đầu là ngôi Á quân U23 châu Á rồi đến ngôi vô địch AFF Cup 2028. Cùng với đó là hai ngôi vô địch SEA Games 2019 và 2021. Còn ông Shin Tae-yong cũng về với bóng đá Đông Nam Á, cụ thể là huấn luyện viên đội Indonesia từ 3 năm qua. Thì huấn luyện viên trưởng Shin Tae-yong toàn thua và hòa với đồng hương Park Hang-seo. Cái thua thảm nhất là thua 0-4 hồi giai đoạn vòng loại World Cup 2022 đã tập trung tại Dubai. Chưa kể là cái thua tại trận mở màn SEA Games 31 tại Việt Nam khi thua U23 Indonesia 0-3. Hai ông cũng dẫn quân đá AFF Cup hồi đầu năm tại Singapore và hòa nhau Indonesia vào chung kết nhưng lại thua Thái Lan. Dư luận Indonesia muốn mời ông Park về dẫn dắt cấp độ đội tuyển quốc gia đá vòng chung kết Asian Cup 2023 tại Qatar, còn ông Shin Tae-yong thì tập trung vào việc dẫn dắt U20 Indonesia đá vòng chung kết châu Á tại Uzbekistan và nhất là World Cup U20 năm tới mà Indonesia là chủ nhà. Áp lực lớn cho người thay thế thầy Park ở tuyển Việt Nam, những ứng viên tiềm năng. Ngay sau khi mà VFF thông báo về việc huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ không tiếp tục gia hạn hợp đồng và sẽ chia tay đội tuyển đầu năm 2023, những ứng viên tiềm năng có thể tiếp quản chiếc ghế nóng thầy Park để lại đã là một đề tài rất được quan tâm, dù lãnh đạo VFF khẳng định rằng thời điểm AFF Cup 2022 kết thúc thì danh tính người kế nhiệm thầy Park mới được công bố. Những người đồng hương Hàn Quốc của thầy Park đang làm việc tại Việt Nam được xem như là có nhiều lợi thế. Nổi bật nhất tất nhiên là huấn luyện viên trưởng Gong-won Kim, người đã gây ấn tượng khi dẫn dắt U23 Việt Nam thi đấu thành công tại vòng chung kết U23 châu Á 2022. Dưới sự dẫn dắt của thầy Gong, U23 Việt Nam đã trình diễn lối chơi hấp dẫn và tươi mới với tư duy rất chủ động và đem đến sự hứng thú cho người hâm mộ.
cũng như huấn luyện viên Park Hang-seo, ông Gong Eun-kin không chỉ thể hiện khả năng chuyên môn mà còn rất giỏi trong việc làm tâm lý cho các học trò. Mặc dù vậy, huấn luyện viên trưởng Gong Eun-kin lại mới chỉ hoàn tất khóa học bằng Pro của AFC, do đó mà theo quy định VFF sẽ cần phải chờ huấn luyện viên này nhận bằng nếu như muốn bổ nhiệm ông dẫn dắt đội tuyển Việt Nam tại các giải đấu chính thức. Trợ lý nhiều năm của thầy Park là huấn luyện viên trưởng Lee Jong-jin được xem như là một lựa chọn an toàn của VFF. Ông Lee là cánh tay phải của thầy Park trong 5 năm làm việc tại Việt Nam và vì thế ông hiểu rõ triết lý làm nên thành công của huấn luyện viên Park Hang-seo và có vốn kiến thức sâu rộng về bóng đá cũng như là các cầu thủ Việt Nam. Đội tuyển sẽ không phải trải qua quãng thời gian làm quen và thích nghi với phương pháp huấn luyện mới nếu như huấn luyện viên Lee Jong-jin là người được lựa chọn. Tuy nhiên điều này cũng có thể dẫn đến việc đội tuyển không có được sự đổi mới cần thiết để nâng tầm. Và bên cạnh đó thì việc thầy Lee có hứng thú với chiếc ghế huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam hay không vẫn còn là dấu hỏi. Với lựa chọn bất ngờ, cũng là đồng hương với thầy Park nhưng chưa từng làm việc tại Việt Nam, huấn luyện viên Shin Tae-yong có thể là một lựa chọn thú vị bởi trong vài năm qua ông Shin là người dẫn dắt các đội tuyển Indonesia, có nhiều cuộc chạm trán với bóng đá Việt Nam. Về chuyên môn thì không có gì phải nghi ngờ về huấn luyện viên Shin Tae-yong khi ông từng dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2018 khi chuyển đến làm việc tại Indonesia. Ông Shin cũng đã để lại nhiều dấu ấn trong sự phát triển của bóng đá xứ Vạn Đảo suốt thời gian qua. Việc kế nhiệm thầy Park ở đội tuyển Việt Nam sẽ là một thử thách mà nhà cầm quân sinh năm 1970 rất muốn chinh phục. Mặc dù vậy, Liên đoàn bóng đá Indonesia chắc chắn sẽ làm mọi cách để giữ người, nhất là trước đối thủ lớn của họ trong khu vực Đông Nam Á. Huấn luyện viên Kiarty Sak của Hoàng Anh Gia Lai cũng đang được nhắc đến như là một ứng viên thay thế thầy Park. Nhà cầm quân người Thái Lan đã úp mở việc ông sẵn sàng đảm nhận cương vị dẫn dắt đội tuyển Việt Nam nếu như nhận được lời mời từ VFF. Ông bầu Đoàn Nguyên Đức của đội bóng Phố Núi cũng cho biết ông sẽ không ngăn cản nếu như huấn luyện viên Kiarty Sak được lựa chọn tiếp quản chiếc ghế nóng tại đội tuyển. Chính thức gia người Thái Lan đã có nhiều năm làm việc tại V-League và cũng từng có kinh nghiệm dẫn dắt đội tuyển quốc gia Thái Lan. Huấn luyện viên Park Hang-seo có thể đem đến cho tuyển Việt Nam một lối chơi quyến rũ và nhiều màu sắc. Tuy nhiên thì phong độ của Hoàng Anh Gia Lai tại V-League lại có thể là một điểm trừ đối với ông. Cái tên mới nhất được liên hệ với đội tuyển Việt Nam là huấn luyện viên trưởng người Croatia ông Dragan Skosic. Đây là một nhà cầm quân rất giàu kinh nghiệm, từng có nhiều năm làm việc tại môi trường bóng đá Tây Á và ông Skosic từng có 2 năm dẫn dắt đội tuyển quốc gia Iran và được đánh giá rất cao về mặt chuyên môn. Sau khi chia tay đội tuyển Iran đầu tháng 9 năm 2022, Skosic hiện đang thất nghiệp và đã tự liên hệ với VFF để tự ứng cử bản thân. Đây sẽ là một lựa chọn mạo hiểm nhưng cũng rất đáng chờ đợi bởi Skosic là một nhà cầm quân đã đạt đến đẳng cấp thế giới. Huấn luyện viên trưởng Skosic nhận lời ngồi vào chiếc ghế thuyền trưởng đội tuyển Iran vào tháng 2 năm 2020 thay thế người tiền nhiệm là Mark Winos. Trong thời gian tại vị, ông Skosic có 18 trận và thắng 15, hòa 1 và chỉ thua 2. Tỷ lệ thắng của chiến lược gia này lên đến 83,3%, dù ông trở thành huấn luyện viên có tỷ lệ thắng cao nhất trong lịch sử của đội tuyển Iran.